Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Rất cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức sáng ngày hôm nay qua sự trình bày của Thảo Yên. Và để tiếp tục phần tin sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị, đó là bản tin đến từ Hoa Kỳ. Trước sự giận dữ của người dân, đặc biệt là người dân ở Florida, và các em học sinh đã sống sót qua cái vụ xả súng tuần trước ở trường tiểu học Parkland, thì Tổng thống Donald Trump dưới sức ép của dư luận, vào chiều tối ngày hôm qua, ông đã vừa ký vào một cái bản ghi nhớ, chỉ là ghi nhớ thôi thưa quý vị. Tuy nhiên, đây là cái bản ghi nhớ đồng ý soạn thảo ra những cái luật cấm một cái thiết bị gọi là bump stock fire. Thì chắc quý vị cũng còn nhớ bump stock fire là thiết bị mà đã được hung thủ Stephen Paddock sử dụng trong cái vụ xả súng đẫm máu tại khách sạn Mandalay Bay ở Las Vegas hồi năm ngoái và giết chết 58 người. Thì bump stock fire, tiếng Việt của chúng ta có thể gọi đây là một cái thiết bị dùng để mà độ súng, là biến đổi những cái khẩu súng bán tự động thành ra súng tự động. Và thiết bị này có thể mua ở trên bất kỳ trang mạng bán súng ống nào với cái giá rất là rẻ, chỉ từ khoảng 150 cho đến 250 là người bình thường nào cũng có thể mua được. Và khi mà Tổng thống Trump đồng ý ký vào cái bản ghi nhớ này thì được xem là một cái tín hiệu khá tích cực trong việc nỗ lực kiểm soát súng đạn của Hoa Kỳ. Và khi mà phát biểu tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua thì Tổng thống Trump hy vọng là tất cả mọi người nên bỏ qua những cái lời công kích qua lại lẫn nhau giữa các đảng phái chính trị, mà cần tập trung vào việc tìm kiếm những cái giải pháp để có thể đem lại an ninh. Mà Tổng thống Trump nhấn mạnh là cái vấn đề an toàn ở trong trường học phải là ưu tiên hàng đầu đối với không những chính phủ Hoa Kỳ mà tất cả các chính quyền ở địa phương. Mặc dù là nghi can Nicholas Cruz trong cái vụ xả súng tuần trước không có sử dụng cái thiết bị bump stock fire, tuy nhiên việc mà cấm cái thiết bị này có thể xem là một cái điểm đồng thuận hiếm hoi giữa các nhà lập pháp đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, và cũng được sự đồng thuận từ Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA, thưa quý vị. Và được biết là Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA vào tuần này họ cũng sẽ có một cái buổi họp mặt thường niên sẽ diễn ra tại Texas. Thế nhưng chính quyền tiểu bang Texas hiện nay kêu gọi NRA hãy dời cái buổi họp này đi đến một cái chỗ khác, bởi vì dư âm của cái vụ xả súng vào tuần trước vẫn còn đang quá rõ ràng, và chính quyền ở Texas không muốn người dân phải có cái ác cảm thêm với NRA. Và NRA cho biết là họ không có ý định sẽ dời đi, là bởi vì đây là một cái hợp đồng đã ký với chính phủ ở Texas vào năm 2012, thưa quý vị. Và bước sang một bản tin khác thì đây là hình ảnh của một vị mục sư có thể nói là có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20, ông Billy Graham. Tuy nhiên ông đã vừa mới qua đời và ở tuổi 99 tại nhà riêng ở thành phố Montreat, tiểu bang North Carolina, thưa quý vị. Có thể nói là ông Billy Graham trong suốt sự nghiệp truyền giảng 60 năm, ông được cho là đã có ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người của Hoa Kỳ. Và cái điểm đặc biệt là ông Billy Graham làm bạn với tất cả các đời tổng thống từ trước đến nay, nhưng mà ông thân thiết nhất với cựu tổng thống Richard Nixon, là bởi vì cả hai có cùng sở thích chơi golf. Và ông Billy Graham cũng là người đầu tiên vận dụng truyền hình để mà đi truyền bá phúc âm, thưa quý vị.
Sinh năm 1918 và lớn lên từ một trang trại nuôi bò ở North Carolina. Ông được rửa tội vào năm 16 tuổi và được phong chức mục sư vào năm 1939. Sự nghiệp truyền giảng của ông Billy Graham có một cái điểm đặc biệt, đó là lúc ban đầu ông là người ủng hộ cho cái phong trào ngăn chia người da trắng và người da màu từ ở thập niên 50. Tuy nhiên, có lẽ là chính những cái bài giảng mỗi ngày đã khiến ông nhận ra là con người được Chúa tạo ra đều công bằng như nhau, bất kể màu da và sắc tộc. Và kể từ thập niên 60 thì ông mục sư Billy Graham đã quay sang ủng hộ rất là nhiệt tình cho phong trào đấu tranh đòi quyền dân chủ của người da màu khởi xướng bởi mục sư Martin Luther King, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết đó là theo tờ Reuters, thưa quý vị, thì đáng lý ra Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Mike Pence đã có một kế hoạch gặp gỡ bí mật đối với phái đoàn của Bắc Hàn, mà quan trọng là gặp gỡ với người em gái ruột của Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong. Tin cho biết là ông Mike Pence trước khi mà đi đến Nam Hàn để mà tham dự Thế vận hội mùa đông thì ông đã có một cái sự đồng thuận là gặp gỡ phái đoàn của Bắc Hàn gồm bà Kim Yo-jong, em gái ruột của Kim Jong-un, cùng với ông Kim Jong-nam, chủ tịch quốc hội của phía Bắc Hàn. Tuy nhiên, chỉ 2 tiếng trước khi mà cuộc gặp này được cuộc gặp gỡ thì bất ngờ phái đoàn của Bắc Hàn lại hủy bỏ cái cuộc gặp này, thưa quý vị, mà không đưa ra bất kỳ lý do nào cả. Thì một số các chuyên gia cũng như là các chính trị gia ở Washington đã nói rằng đây có lẽ là cái hành động mà Bình Nhưỡng muốn dùng để lên án hoặc là dùng để bày tỏ thái độ trước những cái lên án cũng như là chỉ trích của ông Phó Tổng thống Mike Pence về các vụ vi phạm nhân quyền, cũng như là Tổng thống Trump đã không ngần ngại nói rằng sẽ công bố một số những cái kế hoạch áp đặt những biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Bình Nhưỡng, cũng như là kiên quyết ép Bình Nhưỡng phải từ bỏ kế hoạch vũ khí nguyên tử. Được biết là Tòa Bạch Ốc đã mất đến 2 tuần để mà lên kế hoạch cho cái cuộc gặp gỡ này. Ngay khi mà hai bên đồng thuận thì cơ quan tình báo CIA họ đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, nhưng mà không ngờ là phía Bắc Hàn lại hủy cuộc gặp vào phút chót. Nếu mà gặp gỡ thì đây có thể được coi là cuộc gặp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump và phía Bình Nhưỡng, mà dẫn đầu là người em gái ruột của Kim Jong-un. Và cuộc gặp này nếu mà xảy ra chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều ý nghĩa giữa lúc mà căng thẳng đang gia tăng giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Bình Nhưỡng, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là trở về với phần tin tức địa phương, thì thưa quý vị, tiểu bang California hiện nay đang tính tới là sẽ đưa ra những cái kế hoạch đối phó với tình trạng khô hạn, mà bắt đầu là việc biến thành luật cấm người dân không được hoang phí nước. Thưa quý vị, thì được biết là sau khi mà theo dõi cái tình trạng khô hạn ở Hoa Kỳ trong vòng một năm qua, thì các giới chức họ nói rằng 46% của tiểu bang California, mà đa số là nằm ở miền Nam, đã quay trở lại tình trạng hạn hán chỉ mấy tháng sau khi mà California được thống đốc Jerry Brown tuyên bố đưa ra khỏi danh sách là đã qua tình trạng hạn hán rồi. Và được biết là một số những cái điều khoản trong bộ luật này nếu như được thông qua, và ngày hôm nay trong tuần này hội đồng chính quyền California đã bắt đầu bỏ phiếu, thưa quý vị, là nếu thông qua thì từ nay người dân sẽ bị cấm không được tưới sân cỏ quá nhiều mà làm nước tràn ra đường chẳng hạn, không được dùng vòi nước để mà xịt bụi bẩn hay là rửa các driveway, và khi mà rửa xe
thì phải dùng vòi khóa tự động chứ không để nước chảy tràn lan ra ngoài. Và hàng xóm thì được khuyến khích là nếu như nhìn thấy hàng xóm của mình phung phí nước thì lúc đầu hãy nhắc nhở lẫn nhau, còn nếu không thì có thể báo cho chính quyền để mà chính quyền đến nhắc nhở những người lãng phí nước. Người vi phạm lần đầu thì sẽ chỉ bị cảnh cáo mà thôi, nhưng mà nếu bị tái phạm thì sẽ bị xử phạt, thưa quý vị. Và tuy nhiên các nhà khoa học gia họ nói rằng cái tình trạng mà khô hạn sẽ không bao giờ hoàn toàn chấm dứt, mà đặc biệt là ở tiểu bang California, vùng Los Angeles được biết là suốt nhiều năm qua chỉ nhận được số lượng mưa bằng 1/4 hoặc là 1/5 số lượng mưa của hơn 10 năm trước đây mà thôi. Và đó là phần tin tức trong ngày hôm nay của chương trình Thời sự Thế giới. Rất cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và xin kính chúc cho quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.